Thầy tử vi nhận định tháng 8 năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, đón lộc trời ban, cơ hội kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuyển mệnh xấu có. Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đang theo dõi chương trình Đại Phú Quý. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, vạn sự như ý. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là một chặng đường dài mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sẽ có điều gì sẽ xảy ra. Có người giàu có, sung sướng từ trong trứng nước thì cũng có người phải nếm trải bao nhiêu khổ sở, đắng cay của cuộc sống, bon chen vất vả mới có thể hưởng được thành quả của cuộc sống. Nếu quý vị đang gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong cuộc sống thì cũng đừng quá lo lắng. Bởi sông có lúc đục lúc trong, người có lúc vinh lúc nhục. Trong chuyên mục tử vi tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý anh chị và các bạn cùng luận bàn về tử vi người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch của năm Giáp Thìn năm 2024. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ phải đối diện với phúc họa như thế nào? Quý bạn sẽ có được may mắn, được lộc từ thần tài trực tiếp ban xuống hay không? Và trong cuộc sống thì người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần phải chuẩn bị và làm những gì để có được cơ hội đổi đời giàu sang phú quý, lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình? Không để quý vị chờ đợi thêm nữa, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thầy tử vi nhận định tháng 8 năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, đón lộc trời ban, cơ hội kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuyển mệnh giàu có. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tháng 8 năm 2024 âm lịch hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, khiến tâm trạng bạn liên tục lên xuống. Nhưng nhìn chung không có gì đáng phải lo lắng, khi mà cuối tháng bạn có thể thở vào nhẹ nhõm, khi việc khó nhất bạn cũng đã có thể vượt qua. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn say mê công việc như là cách để thể hiện bản thân, nhưng không phải khi nào kết quả cũng được như ý. Tinh thần của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, do đó phải thật vững vàng bạn nhé. Việc của bạn đó là hãy cứ chăm chỉ, có thể thành công tới muộn, nhưng đừng vì thế mà nản lòng thoái chí. May mắn là có thực thần nâng đỡ nên bạn không phải vất vả quá nhiều trong thời điểm này. Những ai tận dụng được cơ hội đang có sẽ có được tầm cao mới, đặt ra những tiêu chuẩn giá trị cho bản thân. Tháng này không có lợi cho sức khỏe của bản mệnh, do đó nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình. Khi nào ốm mệt thì nên nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức, vì lúc này chất lượng công việc cũng sẽ bị giảm sút đáng kể. Thời gian này, bản mệnh rất cần tập trung cho công việc và một số vấn đề khác, nên thường xuyên lơ là chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nhưng may mắn là bạn đời và người thân xung quanh hiểu và thông cảm cho bạn, thậm chí họ còn nhiệt tình hỗ trợ bạn khi cần, không nề hà bỏ công sức ra hỗ trợ bạn trong những tình huống khó khăn. Cụ thể về sự nghiệp, tháng 8 năm 2024 âm lịch, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, rất cẩn trọng để có thể hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra trong thời gian này. Hầu hết là do ngoại cảnh tác động, vì cho dù bạn tập trung làm nhiệm vụ của mình, nhưng vẫn có thể có những phiền nhiễu vây quanh. Nhị hắc bay về phương Nam khiến bạn khó tập trung trong công việc, có xu hướng đầu óc u mê, ngủ muội, làm việc thiếu minh mẫn, dễ mắc sai lầm. Những quyết định quan trọng nên để sang thời gian khác phù hợp hơn bản mệnh nhé. Bạch hổ hung tinh tạo ra không ít chướng ngại tinh thần, khiến cho bạn lúc đầu có cảm giác như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ được sao. Bản mệnh có thể trải qua một tháng căng thẳng, khó vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và các hoạt động sinh hoạt đời thường. Điều may mắn, có người xuất hiện giúp đỡ bạn kịp thời, hoặc khi gặp vấn đề, bạn chủ động, nhờ hỗ trợ, sẽ có người giúp bạn ngay lập tức. Thế nhưng, cũng đừng vì thế mà chờ đợi vận may. Trước khi nghĩ tới việc có ai giúp bạn, cũng phải là người tự mày mò, tìm hiểu trước đã nhé. Tháng này cũng phù hợp cho những công việc liên quan tới làm việc nhóm, vì khi có người khác hỗ trợ cho, thì bạn mới hạn chế được những điểm yếu của mình. Qua đó, bạn mới phát huy được sức mạnh nội tại mà bao lâu nay bạn chưa có cơ hội. Về phương diện tài lộc, theo tử vi năm 2024, tình hình tài chính của con giáp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng mới, có nhiều tín hiệu đáng mừng.
Thực thần mang tới may mắn về tài lộc, nhưng đừng vì việc kiếm tiền dễ dàng đến bạn mà không xem trọng. Bản mệnh lưu ý, cuộc sống luôn có những điều khó lường. Do đó, trong lúc đang có cơ may kiếm được tiền thì phải biết dành dụng, sống tiết kiệm. Hiện tại có chút tiền thì nên tích lũy, sống đơn giản hơn trong thời kỳ dịch bệnh này đã nhé. Đã đến lúc bạn chuẩn bị sẵn tinh thần để có những bước tiến đường dài, vững chắc khi đã có kinh tế ổn định, đảm bảo cho việc đầu tư lâu dài. Nếu có thể, hãy dành thêm thời gian để học hỏi kiến thức về tiền bạc, đầu tư, kinh doanh, tìm cách để tự biết cách quản lý từng đồng tiền mà mình làm ra bạn nhé. Về tình duyên, xem tử vi, vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, khả quan hơn trước rất nhiều, chủ yếu nhờ vào việc con giáp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Có thể thấy, bạn càng hào sảng, vui vẻ, càng được mọi người xung quanh yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình từ trong công việc tới cuộc sống. Không những thế, nhiều người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, may mắn có được một nửa thấu hiểu, chia sẻ cùng bạn những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt ở hiện tại. Có một số việc, hai người đã có thể cùng thống nhất để có thể hỗ trợ nhau một cách nhiệt tình nhất có thể. Ngũ hành tương sinh dự báo, mối quan hệ tình cảm có thể mang lại một số kết quả bất ngờ cho bạn. Dù đó là người lạ hay người thân, bạn được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, dù còn nhiều bộn bề và khó khăn ngoài kia. Không ít người thân còn cho bạn những lời khuyên quý giá khi gặp rắc rối với đồng nghiệp nơi công sở. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch. Bạch hổ hung tinh, điềm báo dễ có tai họa xảy ra trong tháng. Nếu đi lại không cẩn thận, nhất là trong tình trạng không tỉnh táo, uống nhiều rượu bia sẽ rất dễ gây ra tai nạn. Do đó, trong các cuộc vui chơi bạn bè, bản mệnh nên biết nói từ chối để đảm bảo an toàn cho giao thông đấy nhé. Tháng này có thực thần nên bản mệnh nhận được rất nhiều lời mời ăn uống khi được thưởng thức các món ngon hay bạn rất hào hứng. Thế nhưng đừng vì thế mà ăn nhiều quá hoặc ăn uống thiếu khoa học, vì đó có thể là nguyên nhân gây ngộ độc. Ngoài ra, người đang ốm bệnh nhớ kiên trì làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Đừng vì lười mà quên chỉ uống vài hôm rồi vứt vào một góc nào đấy trong nhà. Bản mệnh cũng nên lưu ý việc khám xét định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Nếu bạn không bị bệnh thì việc này mang lại cho bạn tâm lý an tâm hơn, nhờ đó mà cũng giúp cải thiện sức khỏe nữa đấy. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch. Tuần 1 từ ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu có sự bảo trợ của chính quan ngay từ đầu tuần, nên công việc có những bước tiến triển khá tích cực. Đây là thời điểm bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp, đừng mãi để những vấn đề bên lề tác động đến bản thân. Thành công sẽ đến khi bạn đủ kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu chỉ vì e ngại bóng gió, những điều chưa xảy đến mà chùn bước chân, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Tuy nhiên, thiên quan theo ngay sát bên bạn cũng cần đề phòng sự ám hại của tiểu nhân. Có nhiều thứ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nên hãy thận trọng để không vấp phải những sai lầm đáng tiếc vì sự chủ quan của bản thân. Trong một tuần có ngũ vị hung tinh nhập mệnh, tài chính của con giáp này không được lý tưởng cho lắm. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp trở ngại do nguồn vốn chưa thể thu hồi. Người làm công ăn lương vẫn chỉ có thể dựa vào khoản thu nhập từ công việc chính, khó có khoản thu phụ. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần giữa tháng của tuổi Quý Sửu, có cát có hung, trong họa tàng phúc, khó định lượng. Nhưng vẫn còn may hơn so với các con giáp khác khi bạn có tử vi che chở và mang tới những điều may mắn. Vì thế, đừng quá buồn rầu, tận dụng điều tốt mình có để vươn lên nhé. Đường tài lộc không mấy hưng thịnh. May là những ngày trước, bản mệnh đã tiết kiệm được một khoản, bây giờ lấy ra chi dùng nên không tới nỗi quá tung thiếu. Hơn nữa, bạn còn có những khoản thu nhập thêm ở bên ngoài nên không quá đáng ngại. Đây là thời điểm tuổi Quý Sửu không thể nhàn nhã nữa mà suốt ngày tất bật với trăm công nghìn việc. Cả cuối tuần mà bạn cũng không ngơi phút nào, mang cả việc về nhà để chiến đấu. Thật đúng là trận chiến cam go, vô cùng gấp rút. Nhưng có làm mới có thành quả, lúc này không căng sức, sau này lại hối hận đấy.
tuần 3, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Quý Sửu có nhiều chuyện chưa tốt, nhưng cũng có những niềm vui. Niềm vui lớn nhất là bạn đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, không lệ thuộc vào cảm xúc của người khác và tuyệt đối nói không với sợ dẫm. Sự độc lập giúp cho người tuổi Quý Sửu khám phá ra những năng lực mới trong con người của mình. Bạn có cơ hội tự do dấn thân vào những lĩnh vực mà mình chưa từng thử. Đó là trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn, nên có thất bại, vấp ngã cũng không phải là điều gì to tát. Tuổi Quý Sửu hầu như không có khởi sắc về tài chính, bạn phải tính toán từng đồng một. Mọi việc đều có tính hai mặt. Tự lập thì bước đầu khó khăn, nhưng càng về sau mọi chuyện sẽ càng tích cực và tốt hơn, nên hãy cứ theo đuổi những điều mình đã chọn nhé. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Quý Sửu, cát vận rất lớn, may mắn ngập tràn. Công việc nên sắp xếp triển khai ngay vào thời điểm đầu tuần. Việc gì quan trọng thì làm trước, kẻo dễ bị thiên quan khiến cho thế sự đảo điên. Cấp trên có thể nảy sinh hiểu lầm đối với tuổi Quý Sửu và không cho phép bản mệnh được giải thích. Cũng may trong tuần có các tinh Thái Dương trợ vận, nên con giáp này có thể thuận thế mà lội ngược dòng. Quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tuổi Quý Sửu trong khoảng thời gian này có thể là nam mệnh. Đừng để phụ lòng quý nhân giúp đỡ. Tài lộc của tuổi Quý Sửu chủ yếu tập trung từ giữa tuần đến cuối tuần. Các hoạt động cầu tài như khai trương hay đầu tư, mở rộng kinh doanh, chọn vào thời điểm này là tốt nhất, sẽ được hưởng sự nâng đỡ của cát khí, khả năng thành công cũng cao hơn. Cẩm nang vượng vận trong tháng 8 âm lịch tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Khẩu quyết: chịu sự cạnh tranh của tiểu nhân, công việc gặp phải nhiều trục trặc. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu nâu. Con số may mắn là số 25, số 39, số 62 và số 89. Đặc biệt, đại phú quý luôn đổi mới mỗi ngày để có thể giúp quý anh chị nhận được nhiều giá trị bổ ích nhất. Đi đến video số này rồi thì lời cuối vẫn luôn muốn gửi tới quý anh chị và đôi lời Phật đạo. Mong sao qua những lời này giúp anh chị thành tịnh hơn, tâm luôn bình an. Anh chị hãy nhớ, đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm điều về nghiệp lành, mang phước đức bền lâu để có thể sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta phải để cho bản thân được thoải mái, bình yên khi nắm được những điều này. Ai cũng có thể sống một cuộc sống thật vui vẻ. Vạn vật trên trái đất, từ con người tới cỏ cây, chim muông, hoa lá, lâu đài, phố thị, làng mạc đều nương tựa trên mặt đất. Cũng như vậy, chúng sinh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh đức Phật cũng do 10 nghiệp lành mà có sắc thân tướng, mạo ý báo, tránh báo sai khác dị, đồng lời Phật dạy. 10 nghiệp lành không chỉ ngăn giữ chúng ta khỏi bị đọa lạc vào con đường đau khổ mà còn mở cánh cửa hạnh phúc và an vui. 10 nghiệp lành thường quyết định duyên lành, làm cho con người thông minh, sáng láng, học hành thành đạt, sự nghiệp hanh thông, gia đình ấm êm, cả trí tuệ thông hiểu con đường xuất lý ba cõi. Nửa một thân vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại các loài hữu tình. Lời Phật dạy về nghiệp lành tất cả các loại hữu tình trên mặt đất, dưới biển, ao hồ, sông rạch hay trên hư không đều có sự sống, có tâm tính và biết đau đớn. Người Phật tử phải biết tôn trọng, không nên giết hại. Chúng đều do sự chi phối, tác động của nghiệp là thừa tự của nghiệp. Khi chúng trả hết ác nghiệp, chúng có thể trở lại thân người. Trái lại, nếu không tạo chữ phước lành, cứ tà kiến, ngu si, ác độc làm việc, chúng ta cũng phải bị đọa vào các cảnh giới đau khổ để tránh khỏi sự hổ báo và trả vay nhân quả. Chúng ta chẳng nên sát sinh hậu vận, dù sinh mạng chúng nhỏ nhiệm như thế nào. Nếu biết vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại, người Phật tử sẽ phát triển được lòng từ bi và những trạng thái tâm ác độc, hung dữ sẽ lắng dịu. Tâm từ càng phát triển, tâm sân hận, sát hậu, ưu sẽ không còn. Người Phật tử sẽ cảm nghe một năng lượng từ hòa mát mẻ ở bên trong lan tỏa ra bên ngoài, thấm nhuần khắp cả không gian, người, vật và cây cỏ. Đó cũng là lúc nghiệp lành thứ nhất đã thành tựu, đã tuyệt hảo, trọn vẹn và viên mãn. Hai thân vĩnh viễn từ bỏ trộm cắp của cải, tài sản của người khác. Của cải tài sản, cái ăn cái mặc, phương diện sinh sống của mọi người trên thế gian. Một phần do phước báo tạo và trữ từ nhiều kiếp trước nên được hưởng thọ sung mãn, dư dật trọn đời.
đa phần là do lao tâm lao lực, đổ mồ hôi, rồi nước mắt, chịu khó làm ăn và chăm chỉ. Trăm phương nghìn kế, thức khuya dậy sớm, trăm chuyên cần, mẫn biết để dành dụng, vun vén mới có được. Nếu khởi tâm trộm cắp đã là ý nghĩ bất chính, đã do lòng tham khởi động, xúi dục sai bảo là nô lệ của vô minh, ái dục và si mê. Nếu không tỉnh táo, tỉnh tự, trụ tự, tự chế, thì lòng tham kia sẽ che mờ tâm trí và bịt mắt, lương trí, rồi nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tội, tù lao, hình khổng thổ. Chỉ không khởi tâm trộm cắp, từ bỏ vĩnh viễn, đã là một nghiệp làm cao cả, sẽ đem đến an vui, an toàn cho mọi người xung quanh và xã hội. Rồi ba thân vĩnh viễn từ bỏ là tà dâm, tà hạnh gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình hạnh phúc, an vui thì xã hội mới được hạnh phúc và an vui. Sự chung thủy vợ chồng là nét đẹp văn hóa, truyền thống của nền đạo đức, luân lý trong phương. Bởi vậy, tục ngữ mới nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông càng cạn. Phật dạy về tình yêu đích thực, nhất định phải khắc cốt ghi tâm những bổn phận, trách nhiệm của vợ đối với chồng, của chồng đối với vợ. Trong đó, sự thương yêu và lòng chung thủy luôn được xem trọng hàng đầu. Khi muốn gia đình mình được hạnh phúc, an vui, ta không nên phá hoại hạnh phúc và an vui của gia đình người khác. Bốn khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói dối. Thế gian ai cũng ưa ăn nói thật, lời nói chân thực biểu hiện đức độ, sức mạnh của nội tâm, đem đến sự tin tưởng, tin cậy, tin cẩn, ngọt ngào và dễ mến giữa cuộc đời. Những người kẻ nói không có, bóp méo sự thật, xuyên tạc lẽ phải thường đem đến nhiều nguy hại, khổ đau và bóng tối cho trần gian. Biết là ngàn nào lắng nghe lời Phật dạy về nghiệp lành, là người Phật tử chỉ có việc từ bỏ vĩnh viễn lời nói dối, đã là tốt đẹp và cao cả lắm rồi. Trên phương diện tương quan nhân quả, nghiệp lành mang đến cho cuộc đời sự bình yên, hoặc ít ra tạo được không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi những tác hại do những lời nói dối gây ra. Thứ năm, khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói vu oan, vu cáo. Lời nói vu oan, vu cáo, lời nói dối đã độc hại, nguy hiểm, mà lời nói vu oan vu cáo kẻ khác còn thâm hiểm, độc hại hơn rất nhiều. Lời nói vu oan vu cáo ban đầu có thể do tham sân điều động, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Lên đến cấp độ vu oan vu cáo thì tham sân ấy đã cường mãnh hơn nhiều, đã trở nên mù quáng lý trí, đã đánh mất nhân tính, đã xa rời đạo đức, luân lý và lẽ phải của đời người. Tham sân ở đây đã trở nên tham độc và thâm độc, đã biến con người ở đầy đủ nhân tính, thiện lương thành các loài rắn rít, bọ cạp hoặc độc côn trùng ghê tởm khác. Người Phật tử chân chính không những phải giữ trọn nghiệp lành, không nói dối, mà còn phải biết từ bỏ vĩnh viễn lời nói vu oan vu cáo, giáo họa đẩy người khác tới chỗ không tội mà thành tội, không làm mà thành làm, xô người khác vào vực thẳm tội tù hoặc suốt đời bị đọa đầy oan khuất tối tăm và thống khổ. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình, từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.